Hi, xin chào các bạn, lại trở lại với livestream của DK Eyebrow and Beauty. Thì trước ống kính máy quay hiện tại thì đang có một chị khách đến DK để thực hiện laser pico mắt, xóa mày và mí. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen với chị nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chào em. Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem livestream được biết là mình tên là gì và đến từ đâu được không chị? Chị tên là Hiền, đến từ Hải Dương. Thế lý do gì mà chị Hiền lại đi một quãng đường xa xôi như vậy lên Hà Nội để chọn DK ạ? Chị cũng muốn làm đẹp để cái chỗ gọi là tin tưởng, chỗ biết đến chỗ mình thì qua bạn bè giới thiệu lên. Vậy là mình đã được bạn bè giới thiệu và mình đã được nhìn những cái sản phẩm do bạn bè mình làm tại DK đúng không ạ? Nên mình mới tin tưởng để mình đi một cái quãng đường xa xôi như vậy để lên đây để chọn mặt gửi vàng đúng không chị? Dạ vâng, thì đầu tiên em xin mời chuyên gia cùng phân tích qua cái hình ảnh cũ của chị Hiền để cho các bạn đang xem được rõ hơn về tình trạng nhé. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái tình trạng của chị Hiền này. Trước khi để mà xử lý cái tạp chất nó trổ đỏ ấy, thì đây là góc mực của chị, cả mí và phần mày nữa. Do chị làm một thời gian rồi nên là nó bị trổ xanh, trổ đỏ, do trong cái góc mực nó có chứa tạp chất kim loại. Và mình đã xử lý cái tạp chất đỏ của chị rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu hạ tông mực cho chị. Thì do cái còn về cái phần mí của chị thì chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn một chút được không ạ? Do là cái da phần mí thì nó mỏng hơn, kỹ thuật đi của cái người chuyên gia đi khá là sâu tay một chút, thành ra là nó mực nó sẽ loang theo cái tia máu lên bầu và nó bị xanh, loang xanh. Vậy là mí của chị đều đang có vấn đề về mực đúng không ạ? Thì em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser cho chị nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện laser mày trước. Như các bạn có thể thấy thì khi mà tia ánh sáng của laser bắt đến đâu thì gốc mực là đã có dấu hiệu mờ đi rõ rệt ngay đến đó. Thì chúng ta cũng có thể thấy cái biểu cảm của chị khách hàng thì hoàn toàn thoải mái, chứng tỏ là cái tia laser này không hề gây đau rát hay là tổn thương gì với chị. Và cái phần lông mày của chị thì cũng không hề có dấu hiệu bỏng rát hay cháy trụi lông nhé. Thì mời camera zoom cận một chút để mình có thể so sánh hai bên nhé. Vâng, thì như cái phần đã được xử lý thì cái gốc mực mờ đi rõ rệt, có thể nói là lên đến 80-90% rồi. Lông của chị vẫn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị cháy trắng, cũng như là cái phần da của chị cũng thế. Thì chúng ta cùng hỏi chị một chút là cái cảm giác của chị nhé. Chị Hiền ơi, mình có thấy đau không chị? Hơi tê tê. Là hơi châm chích một chút thôi đúng không ạ? Dạ vâng, thì em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện ở phần tiếp theo ạ. Hiện tại thì ở DK đang sử dụng là siêu laser PicoMax 2021. Đây là cái dòng máy laser hiện đại nhất. Và tia ánh sáng laser sẽ là với những bước sóng cực ngắn sẽ tác động trực tiếp vào gốc mực và phá vỡ cấu trúc của gốc mực để giúp mực đào thải qua hệ bài tiết của cơ thể, không hề ảnh hưởng đến phần da điều trị nhé. Và như các bạn có thể thấy thì chỉ rơi vào khoảng độ 30 giây đến 1 phút thôi thì phần laser mày của chị đã xong, và tiếp tục thì chuyên gia sẽ thực hiện laser mí cho chị ạ. Dạ, em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện. Phần da mí thì khá là mỏng và với cái gốc mực cũ của chị thì đã bị loang và trổ xanh hơn nhiều. Và cái da mí thì là cái phần rất là nhạy cảm, nhưng như các bạn thấy thì tia laser đi đến đâu thì gốc mực cũng được xử lý đến đấy, và cơ mặt của chị cũng không hề có dấu hiệu là khó chịu hay là đau đớn gì ạ, bởi vì ánh sáng laser thì chỉ tác động trực tiếp vào gốc mực thôi. Và với laser PicoMax tại DK thì hoàn toàn yên tâm nhé, bởi vì không hề ảnh hưởng đến thị lực. Ngay cả những cái trường hợp mà mới mổ cận sau khoảng chỉ 1 đến 2 tháng là cũng có thể thực hiện laser được rồi ạ. Dạ vâng. Thì như các bạn thấy thì chỉ trong độ 1 đến 2 phút là đã thực hiện xong cả laser mày và mí rồi. Thì nếu mà các bạn nào đang gặp vấn đề về mày môi mí cần được tư vấn kỹ hơn thì hãy gửi tình trạng qua fanpage để được chuyên gia của chúng tôi tư vấn nhiệt tình nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.